Vào ngày 12 tháng 1, Kim Sang-kyo, nạn nhân bị hành hung. Người tố giác vụ việc tại hộp đêm Buninsun kéo theo loạt sự thật chấn động về Seung-ji, Jung Jun-yang, Cho Jung-hun, đã bất ngờ đăng tải một bài viết mới trên Instagram cá nhân. Nội dung bài viết này đã khiến dân mạng không khỏi sững sờ. Cụ thể, Kim Sang-kyo đã đăng tải hình ảnh của Hyun-yeon, SNSD, khẳng định nữ idol đã chứng kiến toàn bộ vụ việc anh bị hành hung cho đến những người nổi tiếng khác dùng ma túy. Nhưng Hyun-yeon đã không lên tiếng tố giác và giờ đây Kim Sang-kyo yêu cầu nữ idol cần thú nhận mọi sự thật. Kim Sang-kyo đã viết, "Let me ask you something, để tôi hỏi cô một số điều." Vào ngày hôm đó, ai là nữ diễn viên đã chảy nước dãi vì dùng ma túy? Cô ta là ai mà ngay cả cảnh sát cũng không thể vào hộp đêm? Cô là thành viên VIP nên tôi chắc chắn rằng cô đã nhìn thấy tất cả, đúng không Hyun-yeon? Nữ diễn viên đã phê ma túy là cô H hoặc cô G. Kẻ đã tấn công tôi khi phê ma túy là bạn của Seung-ji. Các người biết đó là kẻ nghiện ma túy, vậy tại sao các người không thú nhận ngay bây giờ đi vì không còn nhiều thời gian nữa đâu? Trước khi vụ bê bối nổ ra, Hyun-yeon từng vài lần đến hộp đêm Buninsun chơi nhạc với tư cách DJ. Nữ idol từng bị chỉ trích dữ dội vì có mặt tại Buninsun vào đêm Kim Sang-kyo bị hành hung. Kim Sang-kyo tiếp tục hé lộ nhiều sự thật hơn về vụ bê bối chấn động showbiz này. Tại sao anh ta lại hành hung tôi thay vì thành viên VIP? Người này có liên quan đến quỹ đầu tư tư nhân Bitcoin. Tại sao những người nổi tiếng Gangnam VIP có liên quan đến Octagon Club lại chỉ đứng nhìn khi tôi bị hành hung? Có rất nhiều người nổi tiếng bị cuốn vào vụ bê bối Buninsun và việc tất cả sự thật được tiết lộ chỉ còn là vấn đề thời gian. Trừ khi các người ra trình diện. Ngay cả bây giờ, tôi chắc rằng tất cả các người đang trốn trong một ngôi nhà ở đâu đó để phê thuốc khi quay phim. Cơ hội của người bây giờ là có hạn. Kim Sang-kyo kết thúc bài đăng bằng một lời nhắn dành cho cựu thành viên Big Bang, Seung-ji, con trai của Wang-ju, Seung-ji. Tôi đang đợi anh xuất ngũ. Tôi có một danh sách dài tên của các người trong sổ tay. Trừ phi anh muốn tôi tiết lộ từng điều một, tôi sẽ chờ đợi lời xin lỗi và lời cầu xin tha thứ của anh. Đó là sự lựa chọn của anh. Tất cả lá đơn kiến nghị gửi đến Nhà Xanh sẽ được áp dụng cho những kẻ liên quan đến Buninsun. Bài đăng của Kim Sang-kyo đang khiến dân tình xôn xao bàn tán và vô cùng hoang mang. Hiện tại, cả Hyun-yeon và SM Entertainment vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này. Buninsun, hộp đêm tai tiếng của Seung-ji, nằm trong tổ hợp khách sạn Le Méridien, có địa chỉ tại khu ăn chơi bậc nhất Seoul, Gangnam. Hộp đêm này khai trương vào cuối tháng 2 năm 2018. Buninsun nhanh chóng thu hút được nhiều khách hàng đến giải trí, đặc biệt là giới trẻ. Để vào được đây, họ phải dành thời gian để xếp hàng chờ đến lượt. Có thể nói, trước khi scandal nổ ra, đây là tụ điểm ăn khách nhất nhì khu Gangnam. Vào ngày 24 tháng 11 năm 2018 đã xảy ra vụ xô xát giữa khách hàng và quản lý của hộp đêm. Đây cũng chính là sự kiện đầu tiên làm bùng nổi chuỗi scandal của Buninsun nói riêng và Seung-ji nói chung. Khi các cáo buộc bắt đầu dục dịch công khai, Hyun-yeon đã lặng lẽ xóa bức hình chụp cùng Seung-ji vào đêm hôm ấy trên Instagram. Hộp đêm này đã đóng cửa, tuy nhiên Seung-ji đang phủ bỏ mọi trách nhiệm liên quan.